Như thông lệ, sau phiên họp chính phủ, văn phòng chính phủ tổ chức cuộc họp báo do người phát ngôn Bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ chủ trì. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ, người phát ngôn của chính phủ sẽ chủ trì cuộc họp báo. Tham dự cuộc họp báo về phía lãnh đạo các bộ ngành, chúng tôi xin giới thiệu đồng chí Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, đồng chí Vũ Thị Mai, Thứ trưởng Bộ Tài chính, đồng chí Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương, đồng chí Lê Quang Mạnh, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đồng chí Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, đồng chí Nguyễn Ngọc Đông, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, đồng chí Lê Quang Hùng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Sau đây chúng tôi xin trân trọng kính mời đồng chí Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, người phát ngôn Chính phủ chủ trì cuộc họp báo. Kính thưa các đồng chí đại biểu, kính thưa các đồng chí nhà báo, trước hết thay mặt các đồng chí lãnh đạo các bộ, các cơ quan chủ trì báo hôm nay, xin được gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến các nhà báo và đến các quý vị đại biểu có mặt hôm nay. Các đồng chí biết ý, thì hôm nay thì Thủ tướng Chính phủ chủ trì cái phiên họp thường kỳ của Chính phủ tháng 4 năm 2018. Phiên họp diễn ra trong một cái bối cảnh có thể nói là chúng ta đã đi được 1/3 cái chặng đường của thời gian của 2018. Thế và diễn ra trước thềm của hội nghị Trung ương 7 khóa 12. Thế và chuẩn bị diễn ra cái khai mạc kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 13. Tại phiên họp chính phủ thì tập trung bàn một số cái việc, đó là đánh giá cái tình hình kinh tế xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2018. Thứ hai có thể nói là thảo luận một số vấn đề về xây dựng hoàn thiện thể chế như cái dự án luật đầu tư theo hình thức công tư PPP. Thế và tình hình thực hiện chương trình xây dựng luật pháp lệnh 2018. Thế và cái tình hình ban hành các văn bản chi tiết thi hành luật pháp lệnh có hiệu lực thi hành. Thế và công tác chuẩn bị kỳ họp Quốc hội thứ 5 và một số nội dung khác của Chính phủ. Trước hết chúng tôi thấy rằng là cái tình hình kinh tế xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm ấy, thì công chí biết ấy, thì ngay từ đầu năm thì với tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng và của Chính phủ thì một cái tư tưởng, một cái chỉ đạo điều hành hết sức quyết liệt, đồng bộ với các nhiệm vụ và các giải pháp để tập trung thúc đẩy tăng trưởng và thực hiện nghị quyết của Quốc hội cũng như nghị quyết của Trung ương và thực hiện cái nghị quyết 01 của Chính phủ và yêu cầu các bộ ngành địa phương, các cơ quan, các tập đoàn tổng ty nhà nước đều phải xây dựng cái kịch bản tăng trưởng và quyết tâm là chúng ta vượt cái số mà GDP theo cái chỉ đạo của Thủ tướng là trên 6,7% của năm 2018. Thế và từ đó thì có thường xuyên tổ chức kiểm tra đôn đốc công việc được giao Thủ tướng, các phó thủ tướng, được các bộ trưởng thường xuyên đi xuống các địa phương, thường xuyên làm việc với bộ ngành để kiểm tra đôn đốc, để tăng trưởng và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Thế rồi tổ chức các diễn đàn xúc tiến đầu tư, gặp mặt các doanh nghiệp, rồi đối thoại, lắng nghe ý kiến của người dân và của doanh nghiệp. Đồng thời với sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị thì có thể nói là cái tình hình kinh tế xã hội nước ta tiếp tục chuyển biến theo chiều hướng tích cực trên nhiều lĩnh vực. Có thể nói là kinh tế vĩ mô và kiềm chế lạm phát thì luôn luôn được kiểm soát và ưu tiên hàng đầu. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4 tăng 0,08% so với tháng trước. Như vậy, bình quân 4 tháng thì tăng 2,8% so với cùng kỳ, thì cùng kỳ chúng ta tăng 4,8%. Lạm phát cơ bản bình quân tăng 1,34% so với bình quân cùng kỳ. Và cùng kỳ chúng ta biết ý, là chúng ta đã tăng 1,62%. Như vậy thì có thể nói là cái chỉ số về vĩ mô
là kiểm soát rất là tốt, đặc biệt vấn đề về lạm phát. Mặt bằng lãi suất và tỷ giá thì luôn độ ổn định. Chỉ số sản xuất công nghiệp thì tính chung 4 tháng thì tăng được 11,4%, cao hơn so với 4 tháng cùng kỳ của năm 2017 là chúng ta có tăng 6,6% thôi. Như vậy 11,4% đây là một điều kiện có thể nói là rất tốt. Và nếu như mà tháng 5 2018 mà tiếp tục cái khánh thành cái lò số 2 của Formosa nữa thì chúng ta sẽ có sản lượng thép là khoảng 5 triệu đến 5,5 triệu tấn. Và tiếp tục cái tăng trưởng về điện tử, lắp ráp điện tử và chế tạo thì có thể nói là năm nay thì chúng ta cũng có những cái chỉ số công nghiệp có thể nói là niềm tin rất tốt. Và trong đó thì riêng cái ngành công nghiệp chế tạo chế biến là tăng được 14%. Với sản xuất nông nghiệp ý, thì tiếp tục tăng trưởng khá. Đặc biệt là chúng ta thấy rằng cái tháo gỡ của chính phủ liên quan đến cái nghị định về tháo gỡ khó khăn cũng như là thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao và xử lý vấn đề vướng mắc. Như thế thì có thể nói là vấn đề bò thì cũng tăng được 2,5%. Gia cầm tăng 6,8% và sản lượng thủy sản tăng 4,5%. Và trong đó thì nuôi trồng tăng 5,9% và khai thác tăng 3,2%. Như vậy có thể nói là tính đến thời điểm cuối năm, cuối tháng 4 2018 ấy, thì chúng ta đó có trên 50 huyện và trên 3.000 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đây cái điều có thể nói là vĩ mô chúng ta cũng làm tốt và quan tâm đến đời sống của người dân và nông thôn mới, thể hiện những cái thay đổi, những cái nét gì đó có thể nói từ vấn đề sản xuất, từ thu nhập, từ đời sống văn hóa hưởng thụ của người dân ở khu vực nông thôn được rất quan tâm, cho nên từ đó có thể nói chúng ta có một cái tỷ lệ, có một cái số huyện và có một số xã đạt nông thôn mới, như thế là rất mừng. Với chỉ tiêu xuất khẩu hàng hóa tiếp tục có đà tăng trưởng và với cái nhiều cái tín hiệu có thể nói là rất tốt. Ngay trong những ngày đầu năm ấy, thì nhiều cái đơn hàng mà xuất khẩu lớn được ký kết, đặc biệt những chuyến thăm làm việc của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới các nước ấy, thì có thể nói là được nhiều những cái trao những giấy chứng nhận đầu tư, rồi giấy phép đầu tư, rồi nhiều những thương vụ, những đơn hàng có thể nói là rất tốt, rất tốt. Có thể nói là xuất khẩu 4 tháng chúng ta đạt con số 73,76 tỷ đô la Mỹ. Thế và nhập khẩu 70,37 tỷ đô, như vậy chúng ta xuất siêu là 3,39 tỷ đô la Mỹ. Đây có thể nói là một cái tỷ lệ xuất siêu, một cái số lượng xuất siêu tuyệt đối rất là mừng. Như vậy có thể nói là cái việc mà cải thiện cán cân thanh toán quốc tế thì ngoài cái việc tiếp tục tăng trưởng mạnh xuất khẩu thì chúng ta đã có bước quan trọng trong vấn đề điều tiết nhập khẩu. Đặc biệt là cái nhập siêu, cái nhập về cái tỷ lệ nhập siêu thì có thể nói là ở khu vực trong nước là chúng ta đang có cái tỷ lệ nhập rất tốt các doanh nghiệp trong nước. Như vậy có thể nói là vấn đề các doanh nghiệp trong nước cũng đầu tư tiền đầu tư để nâng cao cái nhập các thiết bị công nghệ cao để tập phục vụ cho sản xuất bền vững lâu dài của doanh nghiệp trong nước. Khách quốc tế tiếp tục tăng mạnh đạt 5,5 triệu lượt, tăng 29%. Hôm nay thì chính phủ cũng họp cho ý kiến vấn đề về gia hạn và cấp visa điện tử miễn thị thực cho 5 nước châu Âu, thì công chí rất mừng là trước đây thì chúng ta đã có cái thời hạn rất ngắn một năm thôi, thế và thông qua cơ quan báo chí, hiệp hội du lịch và cái phản ánh của các cơ quan, đề xuất cơ quan, thì hôm nay thì chính phủ nhất trí cao và thủ tướng kết luận là tiếp tục thực hiện cái miễn thị thực cho 5 nước Tây Âu. Như vậy là với thời gian là 3 năm kể từ mùng 1 tháng 7 năm 2018, đây là có thể nói là một cái báo hiệu rất tốt, rất mừng để cho các hiệp hội, các ngành du lịch và khách quốc tế ở khu vực Tây Âu đến Việt Nam. Đặc biệt là cái dự trữ ngoại hối thì đến nay đã đạt gần con số 63 tỷ đô la Mỹ. Như vậy có thể nói là 2 năm thì chúng ta đã mua thêm được 32 tỷ đô la Mỹ. Đây là một con số rất ấn tượng. Và thu ngân sách chúng ta đã đạt được 33% dự toán. Cùng với đó thì các vụ việc
mà với sự quyết tâm của người đứng đầu Đảng, Nhà nước, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng thì có thể nói là xem xét nhiều vụ án liên quan đến xử lý vấn đề tham nhũng tiêu cực, có thể là thất thoát tài sản, vấn đề vi phạm trong quản lý, vấn đề tiêu cực thì được xem xét dự án, có thể nói là được công khai, minh bạch và đúng người, đúng tội, theo đúng quy định pháp luật thì được nhân dân đánh giá cao, thế và đồng thời cũng hết sức quan tâm cho các lĩnh vực văn hóa xã hội và quốc phòng an ninh và công tác đối ngoại. Như vậy có thể nói là được quan tâm toàn diện của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng như của Thủ tướng, của Chính phủ. Tuy nhiên chúng ta cũng phải nói là điểm mạnh chúng ta cũng nhiều, và cái thời cơ chúng ta cũng có những cái thách thức và những khó khăn bất cập ở trong quá trình tổ chức thực hiện thì chúng ta cũng còn thấy. Có thể nói là kinh tế vĩ mô ổn định, nhưng mà chúng ta vẫn nói với nhau rằng là chưa thật bền vững. Mặc dù chỉ số CPI của 4 tháng đầu năm tăng thấp, nhưng vẫn tiềm ẩn những cái nguy cơ mà nếu chúng ta không cảnh giác, mà nếu chúng ta chủ quan thì chúng ta sẽ có những cái biến động về lạm phát do nhiều nguyên nhân, trong đó có xu hướng chúng ta biết ý, hiện nay giá dầu thô đang thế giới đang có những sự biến động tăng. Như hiện hôm nay là giá dầu thô đã đạt con số 72 đô la trên một thùng. Như thế có thể nói là từ năm 2014 đến nay thì hôm nay cái giá dầu thô hiện nay cũng vẫn là cái cao nhất. Đây có thể nói là chúng ta rất cảnh giác cái việc như vậy. Thứ hai là có thể nói là tồn tại ở trong 4 tháng ý, thì có thể nói là cái tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thì cũng thấp. Chúng ta mới đạt được 16,4%, cùng kỳ thì chúng ta đạt được con số là 22,3%. Như vậy chúng ta vướng mắc, trong đó có cả vấn đề thủ tục đầu tư công, trong đó vướng mắc có cả ngay vấn đề giải phóng mặt bằng, vướng mắc trong các quá trình, có cả vấn đề về tổ chức thực hiện. Từ đó có thể nói là mặc dù Thủ tướng vừa qua là đã chủ trì hội nghị, có thể nói là tập trung cho vấn đề về tháo gỡ khó khăn, cho vấn đề về thủ tục đầu tư xây dựng, tháo gỡ khoan cho sản xuất kinh doanh. Chúng ta thấy rằng đây là vấn đề mà chúng ta cũng đang được Thủ tướng xem xét nguyên nhân của những cái tồn tại này để tập trung tháo gỡ, tiếp tục giải quyết. Vấn đề thứ ba có thể nói là môi trường đầu tư kinh doanh có nhiều tiến bộ, cần tiếp tục cải thiện mạnh mẽ hơn, toàn diện hơn, và nhiều chỉ số của môi trường kinh doanh có thứ hạng thấp trong xếp hạng toàn cầu, như vấn đề gia nhập thị trường, vấn đề phá sản doanh nghiệp, vấn đề cả nước có trên 41.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, chỉ tăng 4,3% thôi, nhưng mà đã có 26.000 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng và 4,7.000 doanh nghiệp giải thể. Đây một cái con số có thể nói là ở chúng ta, mặc dù chúng ta quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư, ngay cả vấn đề cắt giảm các rào cản, vấn đề bãi bỏ những cái điều kiện kinh doanh bất hợp lý, tháo gỡ những cái gì đó, nhưng mà chúng ta thấy rằng cái thủ tục chúng ta vẫn còn phải xem xét tháo gỡ nhiều hơn nữa. Hôm nay thì Thủ tướng cũng nêu ấy là trên nóng dưới nóng nhưng mà giữa lạnh. Thủ tướng lấy một cái ví dụ là một cái sở xây dựng của một địa phương ấy, là nhà đầu tư đến gặp 32 lần mà chỉ điều chỉnh cái quy hoạch chi tiết trong một cái dự án cụ thể. Đúng không? Đấy, các đồng chí bảo không phân cấp thì bảo là không phân cấp, xếp hàng lên bộ như phân cấp rồi. Thì đấy, phân cấp cho cái này là thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ban tỉnh, thành phố. Đây có anh Hùng, Tứ trưởng Bộ Xây dựng. Đúng không? Cái điều chỉnh quy hoạch chi tiết trong một cái quy hoạch tổng thể ấy là thuộc quyền của thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban tỉnh, thành phố. Vậy thì nếu như mà để nhà đầu tư mà 32 lần không được, mà đến lần thứ 33 chắc không được nữa, thì báo cáo của người ta đang rất rất là phàn nàn, rất kêu ca, rất phản ứng không tốt về cán bộ thi hành công vụ của chúng ta. Thì qua việc đó thì Thủ tướng cũng nhắc chung và có cái địa chỉ cụ thể, thấy rằng cái việc đó mà tỉnh đó lại tỉnh xếp hai thứ hạng cao là không chấp nhận được. Chúng ta đây, chúng ta ngồi, chúng ta nghe, chúng ta không chấp nhận được. Thì tôi muốn nói một cái điều như vậy. Và một cái điều chúng ta có thể nói là rất quan tâm, đó là cái vốn FDI. Thì trong bối cảnh của Mỹ và các đối tác thì rất quan tâm vấn đề bảo hộ
rất quan tâm vấn đề đưa ra những chính sách, ngay cả vấn đề giảm mạnh về thuế thu nhập doanh nghiệp, giảm mạnh về những cái sách thu hút đầu tư. Cho nên từ đó thì ngay những cái nước lớn như Mỹ thì Tổng thống Donald Trump có những cái chủ trương chính sách là thu hút doanh nghiệp Mỹ đầu tư về Mỹ để giải quyết con của Mỹ, cho từ đó cũng thể ảnh hưởng ngay vấn đề lĩnh vực đầu tư nước ngoài vào chúng ta. Thế rồi ngay cả vấn đề mặc dù FDI thực hiện tiếp tục tăng, mua cổ phần nhà đầu tư nước ngoài thì tăng 67%, nhưng vốn đăng ký cấp mới giảm 27,2%. Hôm nay muốn nói là cái giảm này ý, là chúng ta còn 2 tỷ đô la Mỹ mà Thủ tướng nói là điều chỉnh tăng vốn của Lugama, của Thừa Thiên Huế là chưa cộng cái tổng vốn 8,7 tỷ đô la. Nếu chúng ta cộng vào nữa thì chúng ta còn cái vốn đăng ký nó còn cao hơn. Thì cái tỷ lệ này chắc không phải là cái tỷ lệ mà chúng ta công bố hôm nay. Nay là chúng ta tạm thời đánh giá cái này vì chúng ta còn một cái dư địa nữa chúng ta chưa cộng vào. Khi mà chuyến thăm của Thủ tướng sang làm việc tại Singapore và hội nghị ASEAN ý, thì có một cái dự án như thế, điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư là 2 tỷ đô la Mỹ ở dự án Lugama. Đấy thì cũng nói lại như thế để chúng ta cũng thấy rằng cái việc đánh giá như vậy nhưng mà cái số liệu nó cũng còn chưa cập nhật đầy đủ. Một vấn đề mà Thủ tướng hết sức quan tâm đó là luôn luôn quan trọng về xây dựng thể chế, đó là vấn tình hình văn bản lao động. Thì chúng ta biết ý, thì thời điểm mùng 1 tháng 1 năm 2018 thì chúng ta còn 8 cái văn bản, trong đó có 6 nghị định và 2 quyết định hiện nay chúng ta đang nợ. Như vậy hôm nay thì Văn phòng Chính phủ cũng báo cáo với Chính phủ và Thủ tướng ý, là yêu cầu các bộ mà có cái chủ trì 8 văn bản và 10 cái thông tư thuộc thẩm quyền ban hành của bộ thì yêu cầu phải ban hành khẩn trương để hoàn thành cái việc là năm 2017 chúng ta đã, Thủ tướng đã công bố là Chính phủ không nợ động văn bản thi hành luật pháp lệnh, hướng dẫn thi hành chi tiết thực hiện pháp lệnh. Vậy thì cái việc mà tình trạng để nợ động thế này là đang được quyết tâm của người đứng đầu Chính phủ và đôn đốc. Và tiến tới là mùng 1 tháng 7 2018 là thực hiện 10 cái luật pháp lệnh nữa thì sẽ có 21 nghị định và 42 thông tư để hướng dẫn thi hành luật pháp lệnh có hiệu lực thi hành từ 1 tháng 7. Như vậy có thể nói số lượng ban hành văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ và Thủ tướng cũng như là thẩm quyền các bộ thì nay còn rất lớn, thì cũng báo cáo các đồng chí thì như vậy. Lĩnh vực văn hóa xã hội còn hạn chế ở số lĩnh vực, mặc dù chúng ta có những cái rất nhiều những thành tựu ở biểu hiện không đẹp về đạo đức, về lối sống, như các việc liên quan đến bạo lực hành hung bác sĩ, bạo lực hành hung thầy thuốc, thế rồi ngay cả vấn đề liên quan đến nhà giáo, ngay cả vấn đề liên quan đến học sinh, mà học sinh nhà giáo thì lại xảy ra ngay tại trường học. Đây là một cái điều chúng ta cũng phải suy nghĩ vấn đề này, vấn đề xã hội nó lại vấn đề, nhưng mà ngay xảy ra trong trường học thì chúng ta cũng đây là vấn đề mà rất là đôi khi cũng rất là suy nghĩ và đau xót cho những cái việc gì đó chúng ta xảy ra ở ngay trường học, mà có thể nói là từ những cái đó ảnh hưởng đến cái nền giáo dục của chúng ta. Thế rồi ngay cả vấn đề hoạt động của một số người tự xưng là hội thánh của Đức Chúa Trời chưa được xử lý kịp thời, còn xảy ra một số vụ phá rừng nghiêm trọng, vân vân. Như vậy muốn nói là với tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, công khai thì Thủ tướng cũng đánh giá nhận định và kết luận những cái việc tốt, những việc làm được và sự cộng đồng trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó sự cố gắng của các bộ ngành địa phương, nhưng cũng chỉ ra một số những cái tồn tại hạn chế mà chúng ta nhìn thẳng vào sự thật để chúng ta khắc phục những tồn tại đó. Đây là những điều có thể nói là một cái thái độ rất cương quyết của người đứng đầu Chính phủ. Kính thưa các đồng chí và thưa các nhà báo, Chính phủ cho rằng cái nhiệm vụ thời gian tới 2018 này hết sức nặng nề. Trong bối cảnh cái tình hình và thế giới còn nhiều bất ổn khó lường, khu vực như thế, tình hình thế giới như thế, nhất là xu hướng bảo hộ mậu dịch, nhất là những cái việc cái dựng cái hàng thào rào thuế quan ở trong cái vấn đề đối với những mặt số mặt hàng mà ta có thế mạnh, đúng không? Bạn cũng dựng hàng rào để kiểm soát và tăng mức thuế lên để bảo hộ trong nước. Chúng ta có một nghị định 116 ô tô có vấn đề gì đâu mà chúng ta, mà các doanh nghiệp cứ nói là chúng ta dựng hàng rào để bảo hộ, thì chúng ta cũng phải xây dựng những cái nền công nghiệp của chúng ta. Đó là những cái nước mà chúng ta đều phải có như vậy. Vậy thì với cái việc như vậy, đặc biệt cái nước lớn, thì đây là vấn đề có thể nói là tạo ra những cái gì đó cạnh tranh rất mạnh mẽ, và đặc biệt là nước của những cái thế mạnh. Do đó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ chức năng
Trước hết là cần chủ động theo dõi và sát diễn biến tình hình, đặc biệt là nghiên cứu, đánh giá, phân tích, đề xuất các giải pháp phù hợp với những kịch bản, những diễn biến hết sức là mới, mà phải cập nhật thường xuyên, phát hiện thường xuyên và xây dựng các kịch bản phù hợp, tích cực nhất, chủ động nhất, nhất là động thái của các nước lớn trên thế giới, trong khu vực và tình hình thị trường, sự phát triển của khoa công nghệ như vũ bão trong thời điểm này. Đây là vấn đề mà Thủ tướng quan tâm. Chính phủ yêu cầu các thành viên chính phủ, các bộ ngành địa phương là chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để thực hiện nghị quyết 01 chính phủ, thực hiện nghị quyết của Quốc hội và nghị quyết của Trung ương khóa 12 về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và nghị quyết số 19 về môi trường cạnh tranh và nghị quyết số 35 của chính phủ và chỉ thị của Thủ tướng về các chương trình hành động của các bộ ngành địa phương. Nhất là quan tâm cho cái đôn đốc kiểm tra khắc phục tình trạng trì trệ trong thực hiện nhiệm vụ giao. Các ông chí biết ý, từ tháng 4 2018 thì Thủ tướng đã quyết định thành lập cái tổ công tác của Thủ tướng do Bộ trưởng Bộ Nội vụ là tổ trưởng kiểm tra cái việc thi hành công vụ của cán bộ công chức viên chức ở các bộ ngành địa phương. Như vậy có thể nói là đặt cái nhiệm vụ mà kiểm tra đôn đốc là nhiệm vụ thường xuyên để giúp cho Thủ tướng để đánh giá cái việc mà thực hiện nghiêm túc của cán bộ và thái độ của cán bộ. Ở trên cơ sở kết quả thảo luận thống nhất tại phiên họp thì Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các thành viên Chính phủ, Bộ trưởng và tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ giải pháp và kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Đây là mục tiêu luôn được quan tâm và tập trung cho cái giải ngân vốn đầu tư. Vấn đề về tài chính, về ngân sách, lĩnh vực nông nghiệp nông thôn và công nghiệp xây dựng, dịch vụ du lịch, giao thông vận tải và môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính, văn hóa xã hội, môi trường, rồi quốc phòng an ninh và công tác đối ngoại và công truyền thông. Như vậy có thể nói là một cái quan tâm đầy đủ toàn diện tất cả các lĩnh vực trong cái thời gian còn lại của năm 2018. Như đã nói ban đầu thì có thể nói là Chính phủ tiếp tục coi trọng cái công tác xây dựng thể chế và hoàn thiện thể chế, nhất là vấn đề cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh và ưu tiên hàng đầu trong năm 2018 và các năm tiếp theo. Như vậy vấn đề về đẩy mạnh rà soát cơ chế chính sách, các quy định của pháp luật thì không còn phù hợp, gây cản trở phát triển kinh tế xã hội thì cần phải được sửa ngay. Công chiến thì Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương đã có một cái chỉ đạo rất rõ, mà cái gì chúng ta cần thí điểm thì chúng ta phải cho chủ trương thí điểm ngay. Khi các văn bản về cơ chế chính sách không còn thực tiễn với thực tế nữa thì các bộ ngành địa phương đề xuất với Thủ tướng để cho phép thí điểm. Trong quá trình thực tiễn nó phát sinh như vậy nhưng chưa có văn bản phù hợp để điều chỉnh cái hoạt động đó thì cũng xin thí điểm. Như vậy chúng ta có cái thí điểm để đánh giá trên cơ sở đó thì tổng kết thực tiễn để tổng kết lý luận và tạo ra những cái đề án, những cái việc mà có thể nói là xây dựng cái cơ chế chính sách để phù hợp những cái điều chỉnh cho phù hợp trong phát triển kinh tế xã hội. Thủ tướng cũng đề cập ý, thì chuẩn bị hội nghị Trung ương 7 và kỳ họp thứ 5 của Quốc hội diễn ra thì yêu cầu của Chính phủ đó là phải đổi mới, phải nâng cao trách nhiệm, chất lượng chuẩn bị phục vụ cho kỳ họp, ngay cả vấn đề các đề án, các chương trình chuẩn bị cho Bộ Chính trị báo cáo Trung ương, rồi các chương trình đề án, các văn bản, các văn kiện để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, báo cáo Quốc hội là đều gửi trước, không nợ động văn bản. Như vậy có thể nói là khai mạc kỳ họp Quốc hội, khai mạc hội nghị Trung ương thì không nợ động văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ, của các cơ quan. Vậy thì tinh thần như vậy. Cũng tại phiên họp thì Thủ tướng cho ý kiến chỉ đạo giao nhiệm vụ các cơ quan về một số vấn đề nổi lên trong thời gian qua như ngăn chặn các hoạt động về tôn giáo, tín ngưỡng, vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội và đời sống của người dân. Về lĩnh vực giáo dục
đào tạo thì chủ động phát hiện sớm và có biện pháp ngay từ đầu. Và hôm nay Thủ tướng cũng hỏi Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo vấn đề nhà vệ sinh cho trường học thế nào. Chúng ta không thể nói là công là cái nhà vệ sinh trong trường học là nhỏ, không phải nhỏ thế nào. Cực kỳ vai trò quan trọng, cực kỳ phải được quan tâm cấp ủy đảng chính quyền ở địa phương đó và ngành đó. Và Thủ tướng tới đây cũng giao cho các cơ quan là tiến hành kiểm tra thực tế làm được bao nhiêu vệ sinh trường học, làm được bao nhiêu nhà vệ sinh cho học sinh, bao nhiêu nhà vệ sinh cho giáo viên. Chứ không thể để cái chuyện bây giờ là trường thì rất to, rất là đẹp, rất đồ sộ, nhưng mà không quan tâm tới những cái công trình phục vụ cho cái hoạt động của các thầy cô giáo và học sinh. Thưa toàn thể công chí, thì cũng tại phiên họp thì tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ cũng báo cáo với Chính phủ từ mùng 1/1/2017 đến 30/4/2018 thì tổng số nhiệm vụ Chính phủ Thủ tướng giao là 26.705 nhiệm vụ cho các bộ ngành địa phương. Trong đó đã thực hiện được 15.876 nhiệm vụ hoàn thành. Ở trong đó có 13.458 nhiệm vụ hoàn thành trong hạn và quá hạn đã hoàn thành là 2.418 nhiệm vụ. Còn 10.829 nhiệm vụ chưa hoàn thành thì trong đó trong hạn là 10.449 nhiệm vụ. Quá hạn chưa hoàn thành là 389 nhiệm vụ. Như vậy là nhiệm vụ chưa hoàn thành chiếm 2,4%, giảm 2,3% so với tháng trước. Như vậy nhiệm vụ tháng trước ấy, là nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành là 4,7%, thế và đã cắt giảm được 2,4%, 2,3%. Như vậy thì tháng này chúng ta vẫn còn 2,4%, so với 31/12/2017 thì vẫn còn cao hơn. 31/12/2017 chúng ta nhiệm vụ quá hạn nó chỉ còn 1,38% thôi, và đang cố gắng đôn đốc làm sao bằng cái mức của cuối năm 2017, thì cũng báo cáo với các nhà báo như vậy. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng thì tổ công tác của Thủ tướng tiếp tục kiểm tra liên quan đến cắt giảm điều kiện kinh doanh, cắt giảm thủ tục hành chính, đặc biệt là sẽ chỉ đạo theo chỉ đạo Thủ tướng là Thủ tướng sẽ kiểm tra liên quan đến thực hiện nhiệm vụ cơ quan hải quan. Chúng tôi cũng đang chuẩn bị tất cả các tài liệu liên quan đến tổng hợp ý kiến của các hội doanh nghiệp và các hội ngành hàng để chúng tôi nghe. Và tinh thần chỉ đạo Thủ tướng ấy là kê khai thuế hải quan và nộp thuế hải quan là phải bằng điện tử, thông qua điện tử, không tiếp xúc trực tiếp với cán bộ thành công vụ, tinh thần như thế. Thì cái này thì Bộ trưởng Bộ Tài chính thì chị Mai ở đây rồi, thì tinh thần chỉ đạo như vậy thì chúng ta cũng đang cố gắng quyết liệt thực hiện. Thế còn tinh thần ý là hôm nay Thủ tướng cũng nêu ý là yêu cầu tiếp tục là các bộ đã rà soát cắt giảm 50% theo nghị quyết 01/2018 của Chính phủ thì yêu cầu phải thực hiện là xây dựng cái dự thảo nghị định để báo cáo với Chính phủ để ban hành. Chúng ta nói với nhau ấy là đi đầu trong vấn đề cắt giảm 675 cái điều kiện kinh doanh là Bộ Công Thương. Và thứ hai nữa là Bộ Y tế là ban hành cái nghị định để thay thế nghị định 38. Có thể nói cắt giảm rất nhiều thủ tục và điều kiện kinh doanh liên quan đến an toàn thực phẩm. Thế còn các bộ hiện nay là Bộ Nông nghiệp, hôm nay thì Canh cũng anh Tuấn, Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp cũng nói là đang chuyển Bộ Tư pháp để thẩm định, có lẽ là ở trung tuần tháng 5 này thì sẽ trình Chính phủ ban hành và cắt giảm các điều kiện kinh doanh Bộ Nông nghiệp. Và các bộ khác tương tự như vậy. Như vậy nếu như chúng ta công bố với doanh nghiệp của dân ý, là bộ này cắt giảm bao nhiêu thủ tục điều kiện kinh doanh ý, là phải bằng nghị định của Chính phủ. Chứ không phải chúng ta công bố với nhau là đã cắt là cắt, không phải. Cắt cái gì? Cắt để phải bằng văn bản, bằng nghị định. Chứ không thể nào mà lấy cái điều kiện kinh doanh đó cắt bằng cái việc là lẩn sang cái việc mà chuyển sang thành thông tư mà đưa ra cái quy chuẩn tiêu chuẩn là không được. Đấy, tinh thần của chỉ đạo Thủ tướng là rất gắt cái chuyện này. Đấy, rất gắt chuyện này. Đấy, và nếu như mà báo chí cũng chỉ phát hiện được mà phản ánh lên là Thủ tướng cũng rất là hoan nghênh những cái đánh giá và những cái phát hiện của báo chí. Đấy thì chúng tôi cũng nêu lại công chí cũng biết như vậy.
Như vậy các đồng chí biết ý, là với tinh thần 4 tháng thì với cái sự tích cực của cả hệ thống chính trị, chúng ta đã có một cái số liệu, chúng ta đã có được những cái niềm tin của thị trường và niềm tin xã hội, và đặc biệt các tổ chức quốc tế và các doanh nghiệp đầu tư trong ngoài nước thì đánh giá rất cao những cái môi trường kinh doanh chúng ta đang được dần dần cải thiện. Nhưng mà hướng tới chỉ đạo thủ tướng hôm nay, ông chính biết là phải quyết tâm chúng ta làm mạnh mẽ hơn, đó là chúng ta rà soát cắt giảm những cái gì đó mang tính rào cản các sản phẩm tham gia gia nhập thị trường, bằng cái việc là chúng ta phải xây dựng một cái việc là ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính phủ điện tử và tiến tới là xây dựng nền kinh tế số. Thông qua đó thì chúng ta cũng nói là cắt giảm những cái giấy tờ, cắt giảm những cái thủ tục hành chính và cắt giảm về thời gian và chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Và đặc biệt là rất là quan tâm tới các dịch vụ công để cung cấp các dịch vụ cho người dân, và người dân không phải đến cơ quan nhà nước, người dân tự kê khai và người dân chịu trách nhiệm. Vấn đề xây dựng hoàn thiện thể chế ra sao, như thế nào, vấn đề tổ chức thực hiện ra sao thì tới đây là Thủ tướng sẽ tiếp tục trực tiếp chỉ đạo những cái yêu cầu của cải cách hành chính, đặc biệt là một xây dựng một chính phủ kiến tạo. Thì cái cải cách này là thể hiện một cái chính phủ quyết tâm, một cái chính phủ hành động, thì tinh thần tư tưởng như thế để làm sao tức là luôn luôn có một cái đổi mới sáng tạo, và chúng ta chấp nhận chúng ta thay thế những cái cũ truyền thống bằng những cái việc là chúng ta phải đổi mới sáng tạo. Thì chúng tôi thông báo những cái tình hình về phiên họp thường kỳ tháng 4 và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, và xin cảm ơn các vị đại biểu. Và sau đây chúng ta sẽ xin chuyển sang cái phần hỏi của các cơ quan báo chí và trả lời của các lãnh đạo các bộ, các cơ quan đại diện. Xin cảm ơn đồng chí. Thì tôi cũng muốn hỏi thêm một chút là cái việc đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu của Bộ Lao động vừa rồi ạ, ở Ủy ban Thường vụ Quốc hội đấy ạ, thì dư luận đang rất là băn khoăn là cái việc đề xuất này nó có phải liên quan đến cái việc vỡ quỹ, tức là dự báo là sẽ vỡ quỹ bảo hiểm vào năm 2035 hay không ạ? Xin cảm ơn ạ. Tôi em Nguyễn Tuyền ở bên Báo Dân Trí ạ. Em có mấy câu hỏi như này. Đầu tiên là hỏi được bên Bộ Công Thương ạ. Vừa rồi các cái doanh nghiệp kiến nghị bãi bỏ xăng RON 95, thì Bộ Công Thương có ý kiến gì về vấn đề này và tại sao ạ? Và thứ hai là câu hỏi về việc mất tiền thời gian vừa qua xin gửi đến Ngân hàng Nhà nước. Thì vừa rồi các khách hàng của Agribank đã bị mất tiền. Thì xin hỏi quan điểm của Ngân hàng Nhà nước về vấn đề này là như thế nào, và hiện tại thì mức độ an toàn thẻ của Việt Nam so với các nước trong ASEAN là thế nào? Và câu hỏi thứ ba đó là liên quan đến Bộ Kế hoạch Đầu tư ạ. Vừa rồi thì Bộ Kế hoạch Đầu tư đã phê chuẩn bổ sung một loạt các cái sân golf vào quy hoạch sân golf của Việt Nam đến năm 2020 ạ. Thì dư luận đặt ra câu hỏi là liệu rằng các cái phê duyệt này có quá dễ dãi hay không, và liệu rằng có bùng phát cái việc bùng nổ các sân golf ở các tỉnh địa phương không, trong khi đó một số các địa phương như Đắk Lắk và Bắc Giang là cái diện tích đất nông nghiệp rất là hẹp ạ. Em xin hết ạ. Hoàng Hà, báo Du lịch. Tôi xin được hỏi Bộ trưởng Mai Tiến Dũng một câu là liên quan đến chính sách miễn thị thực mà Bộ trưởng vừa nêu, xin Bộ trưởng cho biết là trong cái phiên họp chính phủ hôm nay thì chính phủ có bàn thảo thêm một số vấn đề khác mà như cái kiến nghị của Hội đồng Tư vấn Du lịch qua cái thư đề xuất vào tháng 3 vừa qua không, đó là kiến nghị là nâng cái thời hạn tạm trú tại Việt Nam cho công dân 5 nước Tây Âu thuộc diện miễn thị thực từ 15 ngày đến 30 ngày lưu trú tại Việt Nam. Cái thứ hai là kiến nghị miễn thị thực thêm cho công dân 6 nước, đó là Úc, New Zealand, Canada, Bỉ, Hà Lan và Thụy Sĩ. Xin cảm ơn Bộ trưởng. Tôi là Hoàng Thùy ở báo điện tử VN Express ạ. Tôi có các câu hỏi gửi đến Bộ trưởng Mai Tiến Dũng ạ. Thứ nhất là vấn đề bản đồ quy hoạch khu đô thị Thủ Thiêm. Đây là một cái văn bản pháp lý rất là quan trọng đi kèm với quyết định của Thủ tướng. Tuy nhiên là Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thanh Nhã cho biết là hiện không tìm ra. Vậy thì mà cái việc thất lạc tài liệu quan trọng này đã từng xảy ra rồi, đấy là ở Bộ Nội vụ về hồ sơ của Trịnh Xuân Thanh. Vậy tôi muốn hỏi là chính phủ có ý kiến như thế nào về việc này, và những cái trường hợp như vậy thì xử lý ra sao ạ?
Câu hỏi thứ hai là Bộ Thông tin Truyền thông thì lần trước đã có ý kiến phản hồi về kết luận thanh tra của chính phủ. Vậy thì quan điểm xử lý của chính phủ về việc này như thế nào? Việc hoàn tiền của nhóm cổ đông AVG đã có ảnh hưởng như thế nào đến kết luận thanh tra? Câu thứ ba là tôi muốn hỏi xem là Thủ tướng đã chốt phương án BOT cai lệ hay chưa? Nếu mà đã chốt rồi thì phương án là như thế nào ạ? Tôi xin cảm ơn. Kính thưa các đồng chí chủ trì cuộc họp báo, thưa toàn thể các nhà báo, thì tôi xin trả lời cái câu hỏi của nhà báo Thanh Vân của Thông tấn xã Việt Nam. Cái báo cáo toàn thể các đồng chí và các nhà báo, thì trong những cái thời gian vừa qua thì các cái phương tiện thông tin đại chúng rồi dư luận xã hội cũng phản ánh nhiều về các hoạt động hội thánh của Đức Chúa Trời, tên gọi khác là hội thánh của Đức Chúa Mẹ. Đó thì các phương tiện thông tin đại chúng gần đây cũng đã đề cập đến nhiều, đặc biệt về cái phương thức và truyền đạo và cái cách thức mà lôi kéo của người cầm đầu các cái nhóm. Thế thì báo cáo các đồng chí đó và các nhà báo, thì qua cái vừa rồi ở các địa phương thì các cơ quan có thẩm quyền cũng đã vào cuộc. Ban Tôn giáo Chính phủ của Bộ Nội vụ cũng đã có cái văn bản mà báo cáo Thủ tướng và cũng đã có cái hướng dẫn, có 4 cái văn bản hướng dẫn về cái việc này. Thì nói chung là về tín ngưỡng tôn giáo là cái nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị ở trung ương và địa phương. Thế thì câu hỏi của nhà báo á, thì cái thực chất hoạt động nó như thế nào? Thì cái này là qua cái vừa rồi, các cái phương tiện thông tin đại chúng thì cũng đã nêu. Thì thực chất là trong cái luật tín ngưỡng tôn giáo cũng đã có những quy định các hành vi mà nghiêm cấm. Ví dụ vi phạm cái thuần phong mỹ tục của dân tộc. Rồi cái thứ hai là cái đạo đức xã hội. Cái thứ ba là cái ứng xử là chưa đúng theo cái truyền thống mà thờ cúng tổ tiên rồi ông bà của dân tộc Việt Nam. Đó. Tức là có thể nói là ứng xử là thô bạo với cái truyền thống của dân tộc. Thế thì những cái hành vi này đó, chiếu theo cái căn cứ vào cái luật tín ngưỡng tôn giáo, thì đây là những cái hành vi mà chưa đúng theo quy định của pháp luật, hành vi bị nghiêm cấm. À, cho nên là cái này đó, thì những cái tổ chức mà hoạt động mà chưa đúng quy định của pháp luật, vi phạm thuần phong mỹ tục, thì các cơ quan chức năng phải bỏ cuộc cái này. Thì vừa rồi là Bộ Công an cũng đã chỉ đạo và Công an các địa phương cũng đã tiến hành ở một số, đặc biệt Thanh Hóa vừa rồi đó, rồi Hải Phòng, rồi Thái Nguyên, kể cả Hà Nội, vân vân. Ban Tôn giáo Chính phủ sẽ phối hợp tích cực với lại Bộ Công an, rồi cũng Bộ Thông tin Truyền thông cũng tăng cường cái mặt tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ cái thực chất của cái hoạt động này, để mà tránh cái chuyện mà lôi kéo làm ảnh hưởng đến cái đời sống bình thường người dân. Thực chất đây nó quay lưng lại với cái đời sống, với cái gia đình của những người mà theo cái này. Thế thì tinh thần chung thì cái này thì sẽ kiên quyết để mà chúng ta là cũng phải đảm bảo là cái tinh thần mà tôn trọng cái tín ngưỡng rồi cái tự do tôn giáo của nhân dân, nhưng mà cũng phải chỉ rõ những hành vi vi phạm rồi tuyên truyền làm sao để nhân dân hiểu rõ thực chất của cái hoạt động này. Thế thì tinh thần chung là như vậy. Còn phóng viên nhà báo cũng hỏi thì cái nước đỏ nước thánh đó thì có chất hướng thần không, thì cái này thì cũng đề nghị là chỗ khi mà Bộ Công an rồi Công an các địa phương vào cuộc thì các cơ quan thẩm quyền, đặc biệt Bộ Y tế có cái kiểm tra xem cái này thì mới có kết luận chính thức được. Đấy thì hiện nay thì các địa phương rồi các cái điểm nhóm như thế nào thì chúng tôi sẽ cung cấp cho nhà báo Thanh Vân cùng chỗ Ban Tôn giáo Chính phủ cung cấp cụ thể cái số điểm nhóm về cái chỗ này. Thì đấy là cái câu hỏi của phóng viên Thanh Vân, Thông xã Việt Nam. Họ tôi xin trả lời như vậy. Xin hết. Thì kính thưa toàn thể hội nghị, thì thực ra cái nội dung này mà nếu Bộ Lao động là cái cơ quan và chủ trì xây dựng trình chính phủ để trình Trung ương liên quan đến cái đề án về cải cách tiền lương bảo hiểm xã hội và người công, trả lời cụ thể hơn với tư cách là cơ quan tổ chức thực hiện, tôi xin được cung cấp một số các thông tin như này. Cái thứ nhất là liên quan đến
phóng viên có nói thì tôi xin khẳng định là không có chuyện là đến năm 2025 là cái mất cân đối về thu chi quỹ hưu trí. Trước đây thì bên chỗ ILO thì có cái tính toán, nhưng mà tính toán của chúng ta là tính toán từ trước khi có luật bảo hiểm xã hội năm 2014. Như các đồng chí đã biết thì khi luật bảo hiểm xã hội chúng ta đã mở rộng đối tượng, thay đổi cái tính rất chi là nhiều. Nên hiện nay là cái số liệu mà các đồng chí vừa công bố thì nó không, hiện nay là hoàn toàn không chính xác. Theo dự kiến của chúng tôi thì nó cái thời gian thì kéo dài hơn rất nhiều. Thời gian cụ thể chúng tôi sẽ đường tiếp tục tính toán theo chỉ đạo của chính phủ và sẽ cung cấp thông tin sau. Nhưng nói tóm lại là không có chuyện là quỹ bảo dù bất cứ cái gì thì không có chuyện là quỹ bảo hiểm xã hội là năm 2025 là mất cân đối. Đấy là tôi khẳng định cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi mà Bảo hiểm xã hội Việt Nam là cũng là một cái cơ quan mà được tham gia xây dựng cái đề án. Thì và chúng tôi cũng đã biết mà khi mà bàn xây dựng liên quan đến đề án về bảo hiểm xã hội thì tất cả các thành viên mà khi xây dựng đề án thì khi mà liên quan đến tuổi nghỉ hưu thì có cân nhắc trên rất nhiều yếu tố chứ không chỉ liên quan đến vấn đề cân đối quỹ. Thì hôm nay tôi cũng xin công bố, tức là khi mà các cái thành viên bàn thì có cân đối liên quan vấn đề về kinh tế, liên quan vấn đề về hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực, liên quan vấn đề về năng suất lao động, liên quan vấn đề về khối số lượng, cơ cấu chất lượng nguồn nhân lực, liên quan đến vấn đề bình đẳng giới và một nội dung cũng là liên quan vấn đề cân đối quỹ. Nên tôi xin nhắc lại, tức là không chỉ liên quan biến đổi cân đối quỹ mà liên quan rất nhiều các yếu tố khác, bao gồm cả vấn đề về kinh tế, vấn đề về lao động, vấn đề về việc làm, vấn đề thất nghiệp và nhiều yếu tố khác. Đấy thì xin chắc là trong cái phạm vi hội nghị này thì xin cung cấp với các nhà báo về cái thông tin sơ bộ như vậy. Liên quan đến về cái xăng E5, xăng sinh học, thì như chúng ta đã biết là theo cái lộ trình mà đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, thì từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 thì xăng E5 được bán đại trà trên phạm vi toàn quốc. Trước đó thì cái xăng E5 này cũng đã được bán thí điểm ở một số các cái tỉnh. Và trong năm 2017 thì cái lượng xăng E5 được tiêu thụ như vậy chỉ có 8-9%. Tuy nhiên là trong những cái tháng đầu năm của 2018, mà nhất là 2 tháng đầu năm ấy, thì theo báo cáo của các cái doanh nghiệp đầu mối về xăng dầu thì như vậy là cái xăng E5 đã đạt được cái tỷ lệ tiêu thụ trên tổng số các cái lượng xăng dầu tiêu thụ là 42%. Thế còn cái xăng RON95 thì đã đạt 58%. Trước đó mà trước khi mà có cái việc bán đại trà cái xăng E5 từ mùng 1 tháng 1 2018 thì cái RON95 là như vậy là chỉ đạt được có 30%, khoảng 30%. Thì như vậy là chúng ta cũng đã thấy rằng từ khi cái RON92 mà không còn được bán nữa thì như vậy còn chủ yếu là hai loại là xăng E5, xăng sinh học mà chúng ta gọi là E5 RON92 đấy. Tức là gồm có xăng sinh học thì gồm có 95% là RON92 và cộng 5% của ethanol. Thì chúng ta cứ gọi tắt đây là cái xăng E5, tức là xăng sinh học. Như vậy hiện nay là chiếm 42%. Đấy, và xăng RON95 thì như vậy là chiếm đến 58%, và trước đó năm 2017 là chiếm có 30%. Thì chúng ta cũng thấy là đây là có cái sự tương đối rõ là cái việc là một mặt là chúng ta cũng đã đạt được theo đúng cái lộ trình của chính phủ là từ mùng 1 tháng 1 2018 là bán xăng E5 trên toàn quốc, có nghĩa là người tiêu dùng có sự lựa chọn E5 hoặc là các xăng khác, mà ở đây đó là RON95. Nhưng mà chúng ta cũng rất lưu ý là trong RON95 lại còn có tiêu chuẩn Euro 3, Euro 4, Euro 5. Thế nhưng mà đến hiện nay là tại sao chúng ta lại chọn cái xăng RON95 mà tiêu chuẩn Euro 3? Vì hiện nay nó đã chiếm đến 70% cái số lượng RON95 mà tiêu thụ cho đến giờ phút này. Và theo chỉ đạo của đồng chí Phó Thủ tướng, trưởng ban chỉ đạo điều hành giá của chính phủ Vương Đình Huệ, thì hết quý 1, tức là hết tháng 3 năm 2018, thì Liên Bộ Công Thương và Tài chính cũng đã báo cáo với Phó Thủ tướng về tình hình tiêu thụ xăng của các loại xăng, thì trong đó có E5 và RON95, và cũng đã có đề xuất với chính phủ là đưa cái xăng RON95 là hiện nay đã chiếm, đấy là trong thời gian đầu ấy đã chiếm đến 58%, đưa vào để tính giá cơ sở. Và ngày 23 tháng 4 năm 2018 khi mà chính phủ và trực tiếp đồng chí Phó Thủ tướng đồng ý là đưa cái mặt hàng này vào tính giá cơ sở, thì ngay chiều hôm đó, tức là chiều
ngày 23 tháng 4 thì Liên Bộ Công Thương Tài chính đã đưa cái mặt hàng xăng RON 95 vào để tính giá cơ sở như là một cái mặt hàng xăng phổ biến. Thế còn trong cái cuộc họp gần đây nhất ngày 24 tháng 4 2018 thì các cái đầu mối xăng dầu thì trực tiếp là Sài Gòn Petro thì cũng đưa ra cái đề xuất là nên là ngoài cái xăng E5 ra, tức là cái E5 RON 92 đấy, thì cũng đề xuất luôn là chỉ bán là E5 và RON 95, tức là gồm có 95% của RON 95 và cộng thêm 5% etanol, thay vì bán cái RON 95 như hiện tại. Thì chúng tôi thấy rằng là trước hết là chúng ta cũng phải xem xét rất là kỹ. Ví dụ như là hiện nay là cái etanol, tức là cái E100 ấy, để phối trộn để tạo thành cái E5 RON 92, hoặc là nếu chúng ta muốn thằng E5 và RON 95 thì liệu nó có đủ hay không. Hiện nay là duy nhất ở tại Việt Nam chỉ có một công ty, đó là công ty trách nhiệm hữu hạn Tùng Lâm để cung cấp cái này, thì liệu có gây ra cái việc thứ nhất là liệu có đủ hay không đã, để nếu chúng ta muốn phối trộn để đảm bảo cho tất cả bán. Thứ hai là đảm bảo liệu cái giá nó có cạnh tranh hay không. Tất nhiên hiện nay là chúng ta cũng đã có cái việc là cho phép nhập khẩu, chứ không phải chỉ sử dụng ở trong nước, cũng không phải chỉ sử dụng một doanh nghiệp. Và chúng tôi cũng rất mong muốn, vì nếu chúng ta làm tốt cái etanol thì cũng là tạo ra cái công ăn việc làm, giúp đỡ cho cái khó khăn cho người nông dân, nhất là những người nông dân đang trồng sắn. Tuy nhiên vẫn phải đảm bảo cái sự cạnh tranh lành mạnh, đảm bảo cái tính thị trường để không làm tăng cái giá thành của cái xăng sinh học lên, kể cả E5 RON 92 hoặc là E5 RON 95. Thì chúng tôi cũng sẽ tập hợp để báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo đúng cái tình hình thực tiễn, đảm bảo như tôi đã nói là đảm bảo quan trọng nhất là phải đảm bảo được cái an ninh năng lượng cho người tiêu dùng và cho sản xuất kinh doanh. Thứ hai là phải đảm bảo cái tính cạnh tranh trên thị trường, mà hiện nay chúng ta cũng đã biết là đến 29 đầu mối về kinh doanh xăng dầu, và nếu chúng ta áp dụng để bán tất cả các cái xăng sinh học, kể cả E5 RON 92 hoặc là E5 RON 95 thì nó sẽ không vi phạm vào những cái điều mà như tôi đã nói. Xin cảm ơn. Liên quan đến câu hỏi này thì Ngân hàng Nhà nước cũng xin báo cáo với phóng viên như sau. Tức là về phía Ngân hàng Nông nghiệp thì ngay sau khi khách hàng có cái thông tin phản ánh thì Ngân hàng Nông nghiệp cũng đã chủ động rà soát những cái thẻ trong cái phạm vi mà cái thời gian thẻ bị mất và thực hiện là khóa 53 chiếc thẻ. Thế và trong cái quá trình rà soát thì theo báo cáo của Ngân hàng Nông nghiệp thì khẳng định là có 12 khách hàng là bị mất tiền. Thế và cập nhật đến ngày hôm nay thì Ngân hàng Nông nghiệp cũng đã thực hiện trả tiền cho 8 khách hàng, và cái số khách hàng còn lại thì hiện nay thì Ngân hàng Nông nghiệp cũng đang tích cực để tra soát để sớm trả tiền cho chủ thẻ. Thế còn về phía Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thì tất cả những cái quy định liên quan đến việc phát hành để sử dụng thẻ hay là những cái quy trình xử lý khi mà xảy ra những cái việc như là mất thẻ hay là lộ thông tin vân vân, hoặc là trên cơ sở đề nghị tra soát của chủ thẻ thì đã có các cái văn bản ban hành các cái quy định. Thế và trong cái chỉ đạo điều hành hàng năm thì Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng luôn đặt trọng tâm cái việc mà tăng cường đảm bảo an ninh an toàn trong cái thanh toán điện tử nói chung cũng như là thanh toán thẻ. Thế và thường xuyên có cái chỉ đạo để cảnh báo các tổ chức tín dụng phải quan tâm đến cái việc mà đảm bảo an toàn. Và khi mà có những cái vụ việc mà xảy ra thì Ngân hàng Nhà nước cũng đều chỉ đạo các tổ chức tín dụng là phải chủ động và phối kết hợp với khách hàng cũng như là các cái đơn vị chức năng liên quan để sớm giải quyết và xử lý đảm bảo cái quyền lợi hợp pháp của khách hàng. Thế còn đối với Việt Nam cũng như là bất kỳ các nước trên thế giới khi mà thực hiện cái thanh toán thẻ thì cũng đều có cái rủi ro. Thế và cũng có cái số liệu theo cái số liệu thống kê của tổ chức thẻ quốc tế Visa và Mastercard thì cái tỷ lệ mà rủi ro trong thanh toán thẻ của Việt Nam thì bằng khoảng 1/3 cái tỷ lệ rủi ro theo với cái mức trung bình của các nước trong khu vực và trên thế giới. Thì cái số liệu này thì được báo cáo vào cái thời điểm là tháng 9 năm 2016.
Thế, tuy nhiên là Ngân hàng Nhà nước thì cũng vẫn thấy rằng là cái nội dung mà chỉ đạo các cái tổ chức tín dụng cũng như là các cái đơn vị chức năng của Ngân hàng Nhà nước phải chú trọng trong cái việc mà thực hiện các cái giải pháp để mà nâng cao an toàn, bảo mật trong thanh toán thì vẫn là cái trọng tâm của Ngân hàng Nhà nước trong cái chỉ đạo điều hành. Xin báo cáo với phóng viên như vậy. Báo cáo với các nhà báo là thời gian vừa qua thì trong những năm vừa qua thì Bộ Công Thương cũng nhận được đề xuất của rất nhiều các cái địa phương có cái nhu cầu về việc phát triển các cái sân golf để phục vụ cho cái mục tiêu phát triển du lịch dịch vụ của các cái tỉnh nhà. Tuy nhiên thì cái việc xem xét này thì chính phủ cũng đã có các cái quyết định về quy hoạch đến năm sân golf đến theo cái quyết định 1946 hay là cái chỉ thị 11 năm 2012 để xem xét phê duyệt quy hoạch một sân golf thì phải đảm bảo rất nhiều các cái điều kiện, các cái tiêu chuẩn, tiêu chí cụ thể khác nhau. Và trong đó thì chắc chắn hai cái nội dung liên quan đến việc sử dụng đất lúa, đặc biệt là đất lúa hai vụ cũng như là đất rừng là hết sức chặt chẽ. Thì chính vì cái điều kiện như vậy thì cũng xin đảm bảo với nhà báo rằng là cái quá trình xem xét vừa qua thì Bộ Y tư cũng đã thực hiện trong một cái thời gian dài, xem xét một cách kỹ lưỡng để đảm bảo cái tính tuân thủ đầy đủ pháp luật cũng như là không ảnh hưởng đến việc sử dụng hai cái loại đất này. Tuy nhiên ấy, thì khi mà phê chuẩn cái quy hoạch của các cái sân golf này thì thực chất là cũng là tạo điều kiện để cho các cái địa phương chuẩn bị cái có cái điều kiện pháp lý để tiến hành các cái thủ tục đầu tư tiếp theo thôi, chứ không có nghĩa là chúng ta hiện nay là có quy hoạch là 89 sân golf nhưng thực ra chỉ có chưa đến một nửa cái số lượng các sân golf theo quy hoạch là đã được triển khai và đi vào hoạt động, vì có rất nhiều các sân golf thực chất là trong quy hoạch nhưng không đủ điều kiện kinh doanh, cũng không đủ các cái điều kiện để người ta có thể phát huy cái lợi nhuận để đầu tư, do vậy là cũng không được các cái nhà đầu tư quan tâm và thực hiện. Thì về cái dài hạn, báo cáo với lại tất cả các cái nhà báo là sân golf là một cái loại hình mà theo quy định của luật quy hoạch được Quốc hội thông qua bắt đầu từ năm 2019 thì chúng ta sẽ quản lý theo cái hình thức là điều kiện kinh doanh, chứ không quản lý theo cái hình thức là quy hoạch để thực hiện nữa. Điều kiện kinh doanh tức là nhà nước sẽ ban hành một loạt các cái điều kiện tiêu chí cụ thể để các cái địa phương cũng như nhà đầu tư có thể xem xét để tiến hành đầu tư một sân golf. Thế thì trong năm 2019 này thì chính phủ cũng đã chấp thuận cái đề xuất của Bộ Y tư là sẽ xây dựng một cái nghị định để đưa ra các cái tiêu chí, các cái điều kiện cụ thể cho cái lĩnh vực sân golf để chúng ta có thể là theo đúng nguyên tắc của cơ chế thị trường nhưng đảm bảo đầy đủ các cái công cụ quản lý nhà nước để tránh những cái việc gọi lạm dụng hay là sử dụng nhiều đất quá, hay là các cái vấn đề liên quan đến môi trường hay các cái vấn đề mà ảnh hưởng đến các cái lợi ích chung của xã hội khác. Cái hội Thánh Đức Chúa Trời, đúng là hôm nay thì phiên họp chính phủ thì Thủ tướng cũng đề cập vấn đề này, thì theo báo cáo các cơ quan chức năng ấy, Ban Tôn giáo Chính phủ rồi Bộ Nội vụ, các cơ quan chức năng báo cáo hiện nay thì có một cái dư luận, đúng là có một cái tổ chức du nhập từ nước ngoài. Chúng ta cũng phải khẳng định với nhau là Đảng và Nhà nước ta thì luôn luôn thể hiện cái tinh thần tôn trọng và đảm bảo cái quyền tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng cho đồng bào. Chúng ta có pháp lệnh về tín ngưỡng tôn giáo. Chúng ta tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo hoạt động. Ngay cả vấn đề đất đai, ngay cả vấn đề cơ sở thờ tự, ngay cả vấn đề hoạt động của các chức sắc tôn giáo, rồi đồng bào theo đạo hoặc không theo đạo đều được pháp luật bảo hộ và đảm bảo cái quyền tự do của người dân theo đúng quy định của pháp luật. Thì tuy nhiên ý, thì chúng ta cũng phải nói với nhau là cương quyết để xử lý nghiêm những cái hành vi mà lợi dụng tôn giáo vi phạm pháp luật, đi ngược lại cái thuần phong mỹ tục đạo đức lối sống của chúng ta. Với một cái tổ chức thì chúng ta vừa nói là cái tổ chức du nhập từ nước ngoài, thì hiện nay thì đang có những cái hoạt động
là trái với những cái mà chúng ta đang nói, là trái với cái thuần phong mỹ tục, trái với đạo đức truyền thống, trái với văn hóa của chúng ta. Thế rồi ngay cả vấn đề ứng xử không tốt, ứng xử thô bạo với tín ngưỡng ở truyền thống của chúng ta, rồi ngay cả vấn đề trái với cái truyền thống thờ cúng ông bà chúng ta, đúng không? Mà các bạn nói là nước gì đấy, nước đỏ, nước gì đấy, thực ra đó là nước thánh, là nước lợi dụng thôi, chả có nước nào đâu lợi dụng thôi, đúng không? Đấy, niềm tin của Chúa, niềm tin của Thánh và Chúa Trời là nước thánh, không phải có nước thánh nào cả, chả có nước nào nước cái thánh cả, toàn bịa đặt thôi, dự dụng thôi. Vậy thì chúng ta phải tuyên truyền cho người dân, trong đó có cả học sinh, sinh viên, trong đó có cả thanh niên và trong đó có cả người dân chúng ta, để chúng ta hiểu rõ những cái lợi dụng tôn giáo để làm những cái chuyện không đúng. Và tinh thần của Thủ tướng hôm nay ấy, là yêu cầu các bộ, các cơ quan trong đó có Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Nội vụ và cơ quan chức năng yêu cầu và các địa phương ấy, là phải ra soát lại và xem xét lại, đánh giá lại và chấn chỉnh những hoạt động của tổ chức chúng ta gọi là tổ chức Hội Thánh Đức Chúa Trời không hợp pháp, và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Thì chúng tôi cũng nói khẳng định lại những cái chỉ đạo của Thủ tướng như vậy. Vấn đề thứ hai thì các bạn có thể vấn đề liên quan đến cái phiên họp chính phủ có đề cập vấn đề liên quan đến cái đề xuất của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch và các bộ Ngoại giao, Công an, Bộ Quốc phòng, các bộ liên quan đến tiếp tục miễn visa cho 5 nước châu Âu, đúng không ạ? Thì hôm nay thì chính phủ cũng có họp và nêu các vấn đề như vậy. Thì các ông chí biết ý, thì chúng ta có cái miễn thị thực visa cho 5 nước, thì thời hạn 30/6/2018 là hết hiệu lực. Chúng ta cũng thấy rằng vừa qua thì đã có cái gia hạn và cấp visa miễn thị thực là 1 năm một lần. Như vậy sau khi nghe ý kiến của các hiệp hội du lịch và cơ quan chức năng đề xuất ý, thì hôm nay Thủ tướng cũng quyết định là tiếp tục là miễn visa cho 5 nước châu Âu. Đó là Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Italia. Là thời hạn hiệu lực thi hành từ 1/7/2018, là thời gian là 3 năm. Thế còn gia hạn cái tăng mức cái thời gian là từ 15 ngày đến 3 ngày ấy. Thế rồi mở rộng các miễn nước được miễn thị thực ý. Thì hôm nay thì với tinh thần báo cáo ông chí thì hiện nay thì Quốc hội đã cho phép chính phủ thí điểm cái cấp visa điện tử, thì có thể nói là một cái cải cách rất mạnh mẽ của chúng ta. Đó là chúng ta cũng không để cho khách quốc tế đến trực tiếp gặp các cơ quan ở nước ngoài rồi cửa khẩu. Như vậy có thể nói là ngồi bất cứ nơi nào có thể nói là đăng ký và cấp visa điện tử cho khách nước ngoài. Từ đó chúng ta có một khách lượng khách rất tốt. Tôi nói một cái con số thế này thì năm 2015 ý, thì có 720.000 lượt khách Tây Âu đến Việt Nam. Năm 2016 chúng ta đã nâng lên được 835.000. Và năm 2017 thì khách Tây Âu đến Việt Nam đã lên được 1,5 triệu. Tất nhiên là không phải riêng cái động tác này mà chúng ta nhiều yếu tố khác, ngay cả vấn đề sản phẩm du lịch, vấn đề về quảng bá du lịch, chúng ta cũng đều những cái tiến bộ. Cải cách hành chính chúng ta cũng cải tiến nhiều. Thế nhưng muốn nói một điều ấy là đây cũng là những cái động thái rất tích cực mà chúng ta có thể nói là giữ được cái tăng trưởng sấp xỉ 30% khách quốc tế đến Việt Nam, thì chúng ta phải có những cái động thái tích cực như vậy. Thì vấn đề liên quan đến cái thời gian nâng mức 15 đến 30 ngày, vấn đề mở rộng thêm các nước được miễn thực, thì hôm nay Thủ tướng Chính phủ thì muốn để cho chúng ta đánh giá lại cái việc thí điểm thực hiện cấp thị thực điện tử, sau đó chúng ta sẽ giải quyết tổng thể. Hôm nay chúng ta chỉ đặt vấn đề là chúng ta đã đồng ý, Thủ tướng đồng ý là miễn visa cho 5 nước châu Âu, là thực hiện là 3 năm, thời điểm thực hiện từ 1/7/2018. Thế thì tinh thần như vậy. Có điều nhỉ? Còn với cái đặc thù
Các đồng chí, các bạn có hỏi vấn đề cơ chế đặc thù của Hà Nội như thế nào để liên quan đến cái đường sắt trên cao ấy, thì cũng chỉ biết ý, thì hiện nay vấn đề quy hoạch đô thị, vấn đề sắp xếp trật tự đô thị và đặc biệt vấn đề giảm tải cái ùn tắc giao thông của đô thị, mà nhất là đô thị thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh ý, là đang được chính phủ rất quan tâm và các địa phương ở đây, cấp ủy chính quyền địa phương rất quan tâm. Có nhiều cái giải pháp tích cực, quyết liệt, ngay cả vấn đề bố trí vốn, ngay cả vấn đề huy động xã hội hóa và nguồn lực tư nhân, những cái giải pháp để thực hiện quyết liệt cái này. Thì hôm nay thì chính phủ cũng nghe thành phố Hồ Chí Minh và cơ quan bộ cái đầu tư là cơ quan thẩm định báo cáo với chính phủ hai tuyến đường sắt điều chỉnh tổng mức đầu tư của thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên ý, cái chương trình mà Hà Nội báo cáo với chính phủ về tuyến đường sắt số 2 từ Nam Thăng Long về Trần Hưng Đạo thì hiện nay cũng thưa các nhà báo, thì hiện nay thì Hà Nội, thành phố Hà Nội chưa hoàn thiện thủ tục. Thế và Bộ Kế hoạch Đầu tư là cơ quan chịu trách nhiệm trước chính phủ thẩm định và thành lập hội đồng để thẩm định như này thì cũng chưa nhận được đầy đủ các hồ sơ của Hà Nội như đồng chí Thứ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư nói, cho nên là hôm nay thì chính phủ chưa có cái điều kiện để xem xét và Bộ Kế hoạch Đầu tư chưa thẩm định, nó chưa báo cáo được hội nghị chính phủ hôm nay. Chúng tôi cho rằng đây là những cái công việc hết sức quan trọng trong cái điểm nghẽn của chúng ta, đó là vấn đề hạ tầng, vấn đề tập trung các thành phố như thế này là sẽ được chính phủ và sẽ được cấp ủy chính quyền địa phương của các thành phố rất quan tâm. Thì sau này về mặt cơ chế thế nào để huy động nguồn lực thế nào, cơ chế để báo cáo với Trung ương, báo cáo với Quốc hội nào thì hiện nay thì Hà Nội tiếp tục hoàn thiện, sau đó thì báo cáo các cơ quan chức năng để thẩm định và báo cáo với chính phủ, để chính phủ báo cáo Quốc hội. Thì hiện nay chúng ta chưa có thông tin chính thức về cái việc này. Thì khi nào có thông tin thì chúng tôi sẽ công bố và thông báo các bạn báo chí để chúng ta đều biết. Kính thưa Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, chủ trì buổi họp báo. Thưa toàn thể các đồng chí dự hội nghị, dự cái buổi họp báo ngày hôm nay và thưa toàn thể các phóng viên, liên quan đến nội dung mà các phóng viên của VN Express có nêu ấy, là có liên quan cái sự việc mà là cái quy hoạch cái bản đồ quy hoạch khu đô thị Thủ Thiêm, đúng không? Mà theo dư luận phản ánh, theo nói đấy, thì đã đang bị thất lạc. Thì cái này vụ việc này thì chúng tôi sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng và có ý kiến với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra làm rõ, đúng không? Rõ về cái sự việc này. Khi có kết quả cụ thể thì sẽ thông báo đến công luận về vấn đề đó. Đối với lại cái liên quan đến cái nội dung mà việc triển khai cái việc thực hiện cái kết luận thanh tra và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đối với kết luận thanh tra về việc mua tổng công ty Mobile Phone mua 95% cổ phần của công ty nghe nhìn toàn cầu, thì chắc là cũng báo các phóng viên cũng đã biết kết luận thanh tra số 356 ngày 13 tháng 4 năm 2018 của Thanh tra Chính phủ kết luận về việc Mobile Phone mua 95% cổ phần của công ty nghe nhìn toàn cầu cũng đã được Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình thay mặt Thủ tướng Chính phủ đồng ý với kết luận thanh tra, chỉ đạo Bộ Thông tin Truyền thông, Mobile Phone, các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện. Thì qua theo dõi thì cho thấy Mobile Phone cũng như các Bộ Thông tin Truyền thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan đang tích cực khẩn trương triển khai cái kết luận thanh tra này. Trong đó có nội dung, đúng không? Liên quan đến việc, đúng không? Mobile Phone cùng với các cổ đông AVG thanh toán hoàn trả cái số tiền, đúng không? Mà Mobile Phone đã thanh toán 95% cho các cổ đông AVG trong vụ này. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi, tổng hợp, xem xét xử lý đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền, những vấn đề nội dung, đúng không? Thuộc thẩm quyền của cấp trên, chúng tôi sẽ tổng hợp báo cáo để xin ý kiến chỉ đạo xử lý. Xin trân trọng cảm ơn các phóng viên. Câu hỏi liên quan là chính phủ đã chốt phương án nào đối với thu phí ở trạm Cây Lậy? Báo cáo đồng chí là tôi cũng đã trả lời một số lần, tức là Bộ Giao thông Vận tải đã trình lên Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ là 5 cái phương án khác nhau, có phân tích
những cái mặt ưu điểm và những hạn chế của từng phương án và lượng hóa thành giá trị. Báo cáo những phương án đều có lượng hóa thành cái thời gian mà thu phí sẽ là bao nhiêu lâu, và sau đó là có kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, có chủ trì họp và thường trực Chính phủ vào 23 tháng 4 vừa rồi cũng đã có kết luận là đánh giá cao những cái phương án nghiên cứu rất là kỹ lưỡng của Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với lại Ủy ban nhân tỉnh Tiền Giang, và cũng phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành khác như là Bộ Công an và các cái bộ ngành trong vấn đề quản lý thu phí trong thời gian vừa qua. Theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ thì giao cho Bộ Giao thông Vận tải sẽ chủ trì cùng với lại Ủy ban nhân tỉnh Tiền Giang sẽ xem xét xây dựng kế hoạch, xây dựng phương án cụ thể và quyết định cái thời điểm tổ chức thu giá một trong hai cái phương án mà Bộ Giao thông trình. Thì phương án thứ nhất là chúng tôi có phân tích, đó là phương án giữ nguyên cái trạm hiện tại và giảm cái mức thu. Có thể nói là giảm mức thu rất là cao, tức là từ 35.000 đồng xuống 15.000 đồng cho một xe con. Thì đây là cái phương án mà chúng tôi cho là ưu điểm nhất trong thời điểm hiện tại, trong bối cảnh hiện tại, và nó ít xáo trộn nhất đến cái việc là tổ chức giao thông ở trong cái nội đô của Cai Lệ, và nó ít tác động về cái tiêu cực về chuyện ô nhiễm môi trường ở cái đô thị đó, và đúng với nghĩa là xây dựng tuyến tránh, trong đó có việc cải tạo cái mặt đường lộ 1. Phương án thứ hai là phương án đặt thêm một cái trạm nữa trên cái tuyến tránh và song song thu phí của hai cái trạm này, và khi hoàn vốn của cái phần tiền cho quốc lộ 1 thì dỡ cái trạm trên quốc lộ 1, hoàn vốn của cái đường tránh thì sẽ kết thúc toàn bộ cái dự án. Và đây thì sẽ đẩy cái kinh phí là phải xây dựng trạm, tổ chức thu và chi phí thu nó cũng tăng lên. Và chi phí tăng lên thì nó cũng ảnh hưởng đến chuyện là lại kéo dài cái thời gian thu phí và ảnh hưởng đến người sử dụng, tức là lại phải chịu cái phần giá đó. Do đó là chúng tôi so sánh các cái phương án đó thì cái phương án 1 vẫn là phương án ưu việt. Trên cơ sở kết luận của Thủ tướng Chính phủ thì chúng tôi sẽ thực hiện chỉ đạo đó, sẽ đang tiếp tục triển khai bằng cách là phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, tính toán chi tiết và xác định cái thời gian, thời điểm tổ chức thu và làm tốt công tác truyền thông như chỉ đạo của Chính phủ, và sẽ quyết định cái thời gian cụ thể, và chúng tôi cũng sẽ có thông báo rộng rãi trên thông tin đại chúng, thông báo đến người dân, những người ở trong khu vực đó. Tôi xin cảm ơn nhà báo. Kính thưa đồng chí Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì hội nghị, thưa các đồng chí dự họp báo, trả lời câu hỏi về cái việc thất lạc bản đồ quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm mà phóng viên báo VN Express có hỏi, mà dư luận gần đây thì cũng quan tâm trong vòng 2 ngày gần đây. Thì tôi được hiểu là câu hỏi này thì chắc là trả lời cho 2 câu hỏi có liên quan. Một là bản đồ nào? Cái thứ hai là cái việc thất lạc này thì ảnh hưởng hệ lụy thế nào tới việc triển khai dự án? Thì theo cái quy trình triển khai quy hoạch ấy, thì là thừa ở khu đô thị Thủ Thiêm ấy, là được triển khai có 2 bước, là triển khai quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết. Quy hoạch chung ấy, thì xuất bản bản đồ là 1/5.000, và quy chi tiết thì xuất bản bản đồ là 1/2.000. Sau đó là cụ thể hóa và phân giới cắm mốc trên thực địa. Và quy hoạch sau ấy, thì là chính xác hóa của quy hoạch trước. Thì đấy là cái quy trình như vậy. Cái thứ hai là đô thị mới Thủ Thiêm ấy, thì được 2 lần phê duyệt quy hoạch. Một lần là phê duyệt quy hoạch chung năm 1996, và lần thứ hai là điều chỉnh quy hoạch năm 2005. Như vậy là ở Thủ Thiêm ấy, có rất nhiều các cái bản đồ. Đây là cái thứ nhất, là xin trả lời như vậy. Tí nữa tôi sẽ nói là mất ở cái bản đồ nào. Cái thứ hai là cái hệ lụy ấy, thì hiện nay là quá trình triển khai dự án xác định ranh giới thu hồi mặt bằng là thực hiện trên quy hoạch chung được phê duyệt 2005. Và hiện nay là tất cả, theo thành phố Hồ Chí Minh có trả lời ấy, là tất cả các cái bản đồ cũng như là cơ sở pháp lý từ 2005, quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết xác định ranh giới thì hiện nay là có đầy đủ tất cả các bản đồ. Và hiện nay đang triển khai dự án thu hồi là dựa trên cơ sở các bản đồ này. Thế còn các bạn nói cái bản đồ mà thất lạc là bản đồ quy hoạch chung
được phê duyệt năm 1996. Thì cái này về pháp lý đã được thay bởi quy hoạch chung năm 2005. Thế còn cái việc mà việc thất lạc rồi trách nhiệm thế và hệ lệ gì thì cái này chủ yếu là liên quan đến cái triển khai chi tiết của quy hoạch trước để giải thích cho nó rõ. Thế còn đương nhiên ấy là cái việc triển khai thì phải có bản đồ. Đấy. Thế còn cái việc thất lạc thì trách nhiệm của con có liên quan ấy, thì cũng đang có cái xem xét làm rõ cái tính lưu trữ như thế nào. Nhưng mà hiện nay thì khẳng định lại là đang triển khai trên nền tảng của quy hoạch chung được phê duyệt từ 2005 đến giờ. Vì hiện nay thì bản đồ là có tất cả đầy đủ. Tôi xin trả lời. Xin cảm ơn các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban ngành và tất cả các phóng viên.